Noel về, Noel về, nhạc yêu thương vang reo sẵn trời mơ. Noel về, Noel về, màn ý thơ vang lên khắp chân ai. Noel về, Noel về, nguồn bình an rao rạt trên dương thế. Chúa giáng trần đem ơn lành, niềm ước mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Đêm an bình, đêm hy vọng, người tặng ban cho nhân thế niềm tin. Chúa giáng trần ôi nhiệm màu, nào có ai hiểu được thấu tình sâu. Qua bao đời muốn con người hằng đợi trong nguồn tình yêu cứu thế. Nay con người đã thấy rồi, nay bé thơ chính Chúa đã tặng ban. Nào cùng hát lên bài ca mừng Giáng sinh trong đêm say hồng ân, ôi yêu thương tràn lan Chúa đến trong trần gian. Phỉ Nhuế, vùng đất của một xóm đạo yên bình, nay bỗng trở nên rộn rã hơn trong tiết trời của tháng 12 se lạnh. Không khí chào đón Giáng sinh ở đây cũng diễn ra thật náo nhiệt. Dù chỉ còn gần một tháng nữa mới đến đại lễ Giáng sinh, nhưng tại các con đường, ngõ ngách, các nền tượng của các giáp, các gia đình trong giáo xứ cũng đã bắt đầu trang hoàng thật lộng lẫy để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng sinh. Và đặc biệt, khuôn viên ngôi nhà thờ giáo xứ là trung tâm diễn ra các hoạt động, các lễ nghi của ngày lễ cũng đang được dần khoác lên mình tấm áo mới lung linh bởi những dàn đèn trang trí đa sắc màu, cây thông Noel, các hang đá Giáng sinh với hình ảnh máng cỏ và Chúa hài đồng. Tất cả được xây dựng một cách công phu, sinh động và đầy ý nghĩa. Một mùa Giáng sinh nữa lại đến, mùa của tình yêu thương, mùa của ơn cứu độ. Tiếng nhạc Giáng sinh đang âm vang đây đó làm dao động lòng người. Mỗi chúng ta chắc hẳn đã háo hức lên kế hoạch chuẩn bị cho một mùa Giáng sinh hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Giáng sinh ngày nay không chỉ còn là ngày lễ dành riêng cho những người theo đạo Công giáo, mà nó đã trở thành một ngày lễ lớn của nhiều dân tộc trên thế giới. Ngày hội của niềm vui, ngày hội của ơn cứu độ. Chúng ta được tìm về những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình. Giáng sinh còn là cơ hội tuyệt vời để trao nhau những món quà thật ý nghĩa, thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng người thân yêu. Năm nay tại giáo xứ Vỉ Nhuế quả thật là náo nhiệt, người góp công, người góp của, tất cả mọi người cùng chung tay tạo nên một không khí đại lễ Giáng sinh vô cùng ý nghĩa. Năm nay giáo xứ đang trong quá trình hoàn thiện xây dựng một số công trình lớn nhỏ, đặc biệt là hang đá chính. Thế nên một hang đá được tạo nên ngay trên nền của hang đá đang xây dựng nhờ những bàn tay khéo léo của những anh chị giới trẻ. Các thanh niên giới trẻ trong làng cũng dành nhiều thời gian để trang hoàng cho con đường chính dẫn vào nhà thờ, cũng như các con đường trong ngõ, trong xóm. Các nền tượng của từng xóm trong xứ, các hang đá cũng được dựng nên, đầu đầu cũng rực rỡ, ấm áp không khí của ngày lễ lớn mừng Chúa Giáng sinh. It is too-
mặt mai. Giáng sinh về ơi, cuộc đời chung nhau tiến ca để vang hòa trong nhân gian lời kinh hòa bình. Hận thù ôm lấy thứ tha mừng, mùa reo vui mừng Giáng sinh trong an bình. Giáng sinh, Giáng sinh cùng kinh con, Giáng sinh, Giáng sinh cùng kinh con, Giáng sinh, Giáng sinh về khắp hành tinh. Giáng sinh, Giáng sinh cùng kinh con, Giáng sinh, Giáng sinh cùng kinh con, Giáng sinh, Giáng sinh đẹp quá tình Giêsu. Giáng sinh, Giáng sinh cùng kinh con, Giáng sinh, Giáng sinh cùng kinh con, Giáng sinh, Giáng sinh về khắp hành tinh. Giáng sinh, Giáng sinh cùng kinh con, Giáng sinh, Giáng sinh cùng kinh con, Giáng sinh, Giáng sinh đẹp quá tình Giêsu. Xin quý công đoàn cùng đồng hồ chàng bắt tay thật lớn để cảm ơn các bạn giới trẻ được không ạ?
Và bài khởi động tiếp theo mang tựa đề Sức sống tuổi trẻ. Cho phép con Việt Chiến và Thu Thủy xin được gửi lời chào tới quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể với cộng đoàn đã có mặt trong đêm hoan ca diễn nguyện mừng Chúa Giáng sinh năm 2017 của giáo xứ Vị Nhuế. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, hòa chung với không khí Giáng sinh, đêm mà con Chúa nhập thể xuống thế làm người, thì chúng ta cùng nhau sống lại trong giây phút trọng đại của toàn thể nhân loại, giây phút quyết định trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa để thực hiện tình yêu của Ngài đối với toàn thể nhân loại. Vâng, kỷ niệm ngày Chúa Giáng sinh năm nay, chúng ta không chỉ có đèn hoa rực rỡ mà còn có những cõi lòng đang bừng sáng lửa tình yêu của Đức Giêsu Kitô. Hòa chung nhịp sống của Hội Thánh toàn cầu và của Giáo hội Công giáo Việt Nam bước vào năm phục vụ thứ hai hướng về các gia đình. Đó chính là đồng hành cùng các gia đình trẻ, đồng hành để hiểu biết, để yêu thương, để hướng dẫn các gia đình sống ơn gọi và sứ mạng hôn nhân của mình như lòng Chúa mong ước. Chính vì thế mà Giáng sinh năm nay, giáo xứ Vị Nhuế đã chọn chủ đề Gia đình máng cỏ nơi Chúa ngự. Để mẫu gương sống tuyệt vời là gia đình thánh, chính là mẫu gương tuyệt vời nhất để cho các gia đình noi theo. Vâng, và tham dự với đêm hoan ca mừng Chúa Giáng sinh ngày hôm nay
chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cha xó phó Giuse Nguyễn Văn Linh, cha phó giáo xứ Vỉ Nhuế. Xin quý công đoàn cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón sự hiện diện của cha phó ạ. Chúng con cũng xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban hành giáo, giáo xứ, các hội đoàn, các giáo xứ lân cận, giáo họ lân cận, các quý vị trong tôn giáo bạn và toàn thể quý cộng đoàn đã có mặt trong đêm hoan ca ngày hôm nay. Và không thể thiếu đó là những diễn viên, những vũ cung, những vũ công sẽ góp mặt trong đêm hoan ca diễn viện ngày hôm nay. Họ đã phải dày công tập luyện trong suốt một tháng qua. Quý cộng đoàn hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn những vũ công, những diễn viên ạ. Và để cho đêm hoan ca hôm nay được bắt đầu thì giờ đây con xin trân trọng mời lên sân khấu cha phó Giuse Nguyễn Văn Linh sẽ có lời chúc mừng Giáng sinh và tuyên bố khai mạc đêm hoan ca ngày hôm nay. Chúng con xin được trân trọng kính mời cha. Lời đầu tiên thay lời cho cha xứ, con xin kính chào quý cố, quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em. Đêm hôm nay không phải chỉ riêng Vỉ Nhuế chúng ta, cũng không phải chỉ riêng Vĩnh Trị ở trong miền trong của chúng ta kia đâu, mà là tất cả các nhà thờ công giáo, các nhà thờ tin lành nữa ở trên tất cả thế giới đều hân hoan và mừng một người đã Giáng sinh, một Thiên Chúa đã Giáng sinh, đó là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta nổ một tràng pháo tay để chào đón sự Giáng sinh của Thiên Chúa. Và đêm hôm nay cũng chính là đêm mà tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp, công lý nhìn xuống từ trời cao. Đêm hôm nay cũng chính là đêm mà ngôi lời đã làm người và ở cùng với chúng ta. Trong niềm hân hoan đấy, thay lời cho cha xứ, con xin kính chúc quý cố, quý cụ, quý ông bà cùng toàn thể anh chị em một đêm Giáng sinh an lành và bình an trong vòng tay của Chúa Hải Đồng. Và cũng xin thay lời cho cha xứ, con xin được khai mạc đêm hoan ca và diễn nguyện của giáo xứ Vỉ Nhuế của chúng ta năm 2017 với chủ đề Gia đình máng cỏ nơi Chúa ngự. Con ơi, nhạc yêu thương vang giữa sắc trời mưa, Noel về, Noel về, mang ý thơ vang lên khắp trời ai. Vâng, thay mặt cho toàn thể giáo dân giáo xứ Vỉ Nhuế, chúng con xin được gửi lời cảm ơn tới cha phó Giuse, chúc cha luôn tràn đầy sức khỏe và niềm vui trong Chúa Giáng sinh. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, nhắc đến Giáng sinh chúng ta không thể không nhắc đến bài Jingle Bell, là một trong những vũ khúc thánh ca rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Và ngay sau đây, xin mời quý cộng đoàn cùng hướng mắt lên sân khấu để gặp gỡ các em thiếu nhi trong giáo xứ Vỉ Nhuế với tiết mục mở màn Jingle Bell. Xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức. Oh,
mục mở màn của các em thiếu nhi vô cùng sôi động. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, để có được một Noel vô cùng lộng lẫy như ngày hôm nay, xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả những quý vị ân nhân và đặc biệt quý cộng đoàn trong giáo xứ Bình Huế đã cùng chung tay ủng hộ để trang hoàng cho ngày lễ Giáng sinh năm nay. Chúng ta cùng đổ một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tất cả quý cộng đoàn đã ủng hộ cho chúng con ngày hôm nay ạ. Vâng, và điều tuyệt vời hơn nữa đó chính là gia đình anh Nguyễn Đình Tuyệt hiện đang sinh sống và làm việc trong Sài Gòn. Mặc dù anh không phải là người Công giáo, nhưng năm nào cũng vậy, anh cũng luôn luôn có những món quà để chúc mừng giáo xứ chúng ta. Vâng, thay mặt cho giáo xứ thì con xin gửi lời cảm ơn tới gia đình anh và chúc gia đình anh luôn tràn ngập sức khỏe và hạnh phúc. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, tiết mục tiếp ngay sau đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phan Hùng, bài Dâng Chúa Đêm Đông. Với tiết mục này thì chúng con xin mời quý cộng đoàn cùng chào đón lên sân khấu Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với điệu múa Dâng Chúa Đêm Đông. Xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức. Trái tim của con,
Giáng sinh ngày hôm nay thì không còn là riêng ngày riêng của người Công giáo nữa. Nó đã được lan rộng ra toàn cầu. Vì thế nếu như quý cộng đoàn có thể lên những thành phố lớn hoặc là đến các nhà thờ thì có thể thấy được trang hoàng Giáng sinh rất là lộng lẫy, nói lên cái sự đón chào Chúa đến, niềm vui đón chào Chúa đến, sự bình an trong ngày lễ Giáng sinh. Vâng, và ngay sau đây là tiết mục Ngài đã sinh ra do hai ca sĩ Thiên Kim và Kiều Loan trình bày. Xin mời quý cộng đoàn cùng lắng nghe. Mùa đông năm ấy thể hiện bởi
các bà trong hội Thánh Đêm. Xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức. Sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời. Nhịp ca véo von bao thiên thần ca hát, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật từ ái sáng như công bình. Mùa đông năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng, mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng, tìm hàng bé em những mục đồng màu bướm, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần ai, con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa, con hợp với mục đồng cùng thờ lạy Chúa, mừng sinh nhật đấng cứu tinh, mừng sinh nhật đấng uy linh, sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thay bình. Năm ấy quên lắng lo ưu phiền, mẹ Maria âu yếm cùng kính nhìn, nhìn con mới sinh dâng tâm lòng kính mến, tôn thờ ngôi hai Giáng sinh trần với Mary quỳ đầy ngắm Chúa, con hợp với Giuse quỳ đầy ngắm Chúa, mừng sinh nhật Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật đấng thiên xa, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời, con hợp với Mary quỳ đầy ngắm Chúa, con hợp với Giuse quỳ đầy ngắm Chúa, mừng sinh nhật Chúa ngôi hai, mừng sinh nhật đấng thiên xa, sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời. Và ngay sau đây thì sẽ là một phần chắc các em nhỏ đang chờ đợi nhất, đó là phần nhận quà. Rồi, các em nhỏ nào muốn nhận quà không?
giơ tay lên cho anh xem nào. Tuy nhiên muốn nhận được quà từ hai MC thì phải vượt qua những câu hỏi. Và xin phép quý cộng đoàn cho chúng con được xuống dưới cùng với các em nhỏ được không ạ? Rồi một tràng pháo tay để chúng ta cùng đến với phần nhận quà. Và câu hỏi đầu tiên như sau. Ông già Noel cưỡi con gì đi phát quà cho các em thiếu nhi? Từ từ đọc đáp án đã, đọc đáp án đã. Từ từ. A. Cưỡi con trâu. B. Cưỡi con lợn. C. Cưỡi con tuần lộc. Và D. Cưỡi con chuột. Hạ tay xuống để anh đếm 1, 2, 3 nha. Rồi, sẽ chạy đi nhanh thôi. Cảm ơn em của em về chỗ nha. Bây giờ MC sẽ đếm lại này. 3, 2, 1, ai giơ tay nhất sẽ được trả lời đồng ý thôi. Ok. Rồi, chuẩn bị, sẵn sàng chưa? Hạ tay xuống. 1, 2, 3. Mấy ông bà này ngồi xuống không tính. Bởi vì văn nghệ là phải an toàn nên phải ngồi xuống nhá. Ngồi xuống như mấy bạn này này. Rồi, xin mời một em nữ đầu tiên nhá. Ok. Vợ anh là con thần lọc. Con gì? Con thần lọc. Con nói to lên chút nữa. Vợ anh là con thần lọc. Rồi, xin mời con lên đây. Đáp án chính xác không, quý cộng đoàn ơi? Vậy thì một tràng vỗ tay thật lớn để một phần quà đầu tiên cho em thiếu nhi này. Em giới thiệu em tên là gì nào? Rồi xin chúc mừng Hoài Anh, phần quà đầu tiên dành cho Hoài Anh. Chính xác là ông già Noel cưỡi con tuần lộc chứ không phải con trâu con lợn đâu nha. Và câu hỏi tiếp theo sẽ đến từ Thu Thủy. Vâng, xin mời Thu Thủy ạ. Câu hỏi ngay sau đây mà Thu Thủy hỏi sẽ là dùng để kiểm tra những bạn nhỏ nào chăm chỉ học giáo lý và kinh thánh. Tuy nhiên những cụ già nào mà có câu trả lời thì cũng có thể giơ tay ạ. Các cụ có đồng ý không ạ? Hôm nay thì quý cộng đoàn ở đây vỗ tay hơi yếu. Thế nên là phần quà sẽ hơi nhỏ một chút. Nếu như quý cộng đoàn vỗ to hơn một chút nữa thì phần quà ngày hôm nay rất là nhiều. Bởi vì ngày hôm nay cha phó đã chuẩn bị rất nhiều quà ở bên trong kia. Xin quý cộng đoàn cùng lắng nghe câu hỏi tiếp theo đến từ Thu Thủy ạ. Vâng, câu hỏi như sau ạ. Khi Chúa Giê-xu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự kính của mình với Chúa. Và món quà mà họ mang đến là gì? 3, 2, 1, giơ tay. Bạn nào biết không? Bạn nào biết không nhỉ? Bạn đã nghe rõ câu hỏi chưa? Thu Thủy có thể đọc lại cho. Rồi, bây giờ Thu Thủy sẽ đọc lại này. Khi Chúa Giê-xu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa. Món quà mà họ mang đến là gì? Ai có câu trả lời giơ tay. Đếm nào, nhỏ nào. Hạ tay xuống, đếm nào. 1, 2, 3. À, một em nhỏ. Đây, một em nhất. Rất là nhỏ kìa. Xin mời em ra đây, xin mời em ra đây. Đây, em nhỏ, một đội mũ đỏ. Đội mũ đỏ vàng nhá. Chạy lên. Tuy nhỏ nhưng mà kiến thức về giáo lý rất là giỏi đúng không ạ? Câu hỏi này chỉ dành cho những cái anh chị nào hơi lớn lớn một chút. Tuy nhiên em rất là giỏi. Thế nó xung phong. Câu trả lời của em là gì nhỉ? Em bảo nhạc mà. Thì em để em trả lời to cho các ông bà và các anh chị cùng nghe nhá. Em là tên Bảo Ngọc. Em tên Bảo Ngọc chứ không phải là câu trả lời. Câu trả lời của em là gì nhỉ? Chắc là lên đây chỉ để giới thiệu tên thôi chứ không phải là có câu trả lời. Một tràng pháo tay nữa. Tuy nhiên là em rất là mạnh dạn và rất là duyên dáng đúng không ạ? Xin một tràng pháo tay nữa cho em. Tuy nhiên là sẽ nhận được một phần quà bởi vì là em rất là mạnh dạn xung phong lên đây rồi. Xin mời ông già Noel ạ. Chúng ta nổ một tràng pháo tay thật lớn để ông già Noel sẽ ra phát quà cho chúng ta. Ông già Noel này biết là ai không? Ai bảo cha phó đâu? Cha phó chuẩn bị dâng lễ bên trong ạ. Xin ông già Noel cùng phát một phần quà đầu tiên cho em nhỏ này ạ. Nặng quá, quà rất là nặng. Đấy, cho con thò tay vào chọn. Rồi, một tràng pháo tay. Có ai biết câu trả lời không? Rồi, xin mời em lên đây. Quay xuống cho lên hình cho nó đẹp. Sau đây nghe lại câu hỏi nhá. Xin mời Thu Thủy. Khi Chúa Giê-xu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến để bày tỏ sự thành kính của mình với Chúa. Và món quà mà họ mang đến là gì? Và nhũ hương. Và rượu nho. Và rượu nho. Vàng, nhũ hương và rượu nho, chính xác chưa? Câu trả lời cuối cùng chưa? Là gì? Đọc lại xin mời nhá.
Khi Chúa Giêsu cất tiếng khóc chào đời, ba vị vua đã đến bày tỏ sự thành kính của mình và họ đã tặng Chúa Giêsu món quà, đó là câu trả lời cuối cùng của em là gì nhỉ? Vàng, nữ ương, vị nho. Và gì nữa? Một tràng pháo tay cho em. Đáp án gần chính xác rồi. Tuy nhiên rằng em rất là mạnh dạn, thế nên là em sẽ nhận được một phần quà. Cứ giơ tay lên đây là sẽ có quà. Đấy. Xin mời ông già Noel ạ. Rồi, đó chính là ba món đồ vàng, nhũ hương và mộc rượu. Không phải rượu nho đâu nhá. Bé thế này mà đã uống rượu rồi. Rồi. Vâng. À, theo thông tin ông già vừa ghé tay vào tay anh, đó là đến phần nhận quà rồi, không phải trả lời nữa. Thế nên là các em, nhưng mà với một nhiệm vụ đó là các em phải ngồi im tại chỗ. Nếu như mà ông già Noel thấy ai đứng lên thì sẽ không phát quà đâu, bởi vì ngày hôm nay rất là nhiều quà đấy. Một tràng pháo tay để chúng ta sẽ cùng ngồi tại chỗ nhận quà nhá. Xin mời ông già Noel ạ. Vỗ tay to lên thì ông già Noel sẽ phát quà. Xin chào tất cả mọi người. Hello everybody. Các bạn thiếu nhi có muốn nhận quà không? Quà thì các bạn phải ngoan. Không ngoan, ông già Noel sẽ đi về bên nước Úc luôn. Bây giờ hai ông già Noel sẽ đi phát quà cho tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn thiếu nhi. Một tràng pháo tay cho ông già Noel. Về Noel về, nhạc yêu thương vang reo sắc trời mưa. Noel về, Noel về. Vỗ tay lên được nhạc nào. Hơ, hơ, giơ cao tay lên các em ơi. Noel về, nguồn bình an rào rạt trên dương thế. Chúa giáng trần, đem ơn lành, niềm mơ mơ muôn dân đang đợi chờ. Chẳng làm cho đêm trong trần gian. Dâng cao tay lên. Hằng đợi trong một tình yêu cứu thế. Nay con người đã ôm rơi. Nay bé thơ chưa cho đàn ăn bài. Nào cùng hát lòng bài ca. Mừng giáng sinh cho đêm sau hồng lâm. Ôi yêu thương tràn lan cho đêm trong trần gian. Xin ông già Noel để ý bạn nào xua đẩy nhau không quả. Nhạc yêu thương đang gieo sẵn trời mưa. Noel về, Noel về. Bạn ý thưa và mệt khóc trần ai. Noel về, Noel về. Nguồn bình an giao ra trên dương thế. Chúa giáng trần, đem ơn lành. Niềm tin mơ muôn dân đang đợi chờ. Nào cùng hát trong đêm say hồng lan, ôi yêu thương tràn lan cho đêm trong trần gian. Xin ân tình xin các bạn giới trẻ đi sâu vào thế giới. À rồi, rồi à, các em thiếu nhi cứ ngồi tại chỗ, cứ để tại chỗ. Bây giờ sẽ đang cung cấp một xe máy bay quà, thế nên các em cứ ngồi xuống.
cười trên môi dù mùa đông giá bao la mây trời. Rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới Giáng sinh đến rồi. Từng nhành thóng xanh tuyết rơi trên cành, quả cầu long lanh muôn sắc vàng xanh. Bọn trẻ mong ông già Noel tối nay mang cho quà. Ngập đường đi qua đèn màu nhấp nháy sang vui muôn nhà. Tuần lộc phi nhân kia xe đang tới, lung linh hàng đá Giêsu ra đời. Chuông vang lấp lánh từng hồi còn ngân, nhìn kia trẻ thơ xinh như thiên thần cùng mây đôi cánh. Chân 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 lớn nhộn nhịp vòng quanh, mọi người mừng vui chúc nhau an lành. Merry Christmas. Nụ cười trên môi dù mùa đông giá bao la mây trời. Rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới Giáng sinh đến rồi. Từng nhành thóng xanh tuyết rơi trên cành, quả cầu long lanh muôn sắc vàng xanh. Bọn trẻ mong ông già Noel tối nay mang cho quà. Ngập đường đi qua đèn màu nhấp nháy sang vui muôn nhà. Tuần lộc phi nhân kia xe đang tới, lung linh hàng đá Giêsu ra đời. Chuông vang lấp lánh từng hồi còn ngân, nhìn kia trẻ thơ xinh như thiên thần tung bay đôi cánh. Chân 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 lớn nhộn nhịp vòng quanh, mọi người mừng vui chúc nhau an lành. Merry Christmas. Cười trên môi dù mùa đông giá bao la mây trời. Rộn ràng nơi nơi một niềm vui mới Giáng sinh đến rồi. Từng nhành thóng xanh tuyết rơi trên cành, quả cầu long lanh muôn sắc vàng xanh. Bọn trẻ mong ông già Noel tối nay mang cho quà. Ngập đường đi qua đèn màu nhấp nháy sang vui muôn nhà. Tuần lộc phi nhân kia xe đang tới, lung linh hàng đá Giêsu ra đời. Chuông vang lấp lánh từng hồi còn ngân, nhìn kia trẻ thơ xinh như thiên thần tung bay đôi cánh. Chân chân trẻ lớn nhộn nhịp vòng quanh, mọi người mừng vui chúc nhau an lành. Merry Christmas. Cuối cùng, con xin chúc
Chúa, Merry Christmas, con yêu của Chúa, Maria. Lời nồng đàn trên quê sinh, chúc nhau trong nhau cùng hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm hoan ca, đêm vinh quang, lắng nghe mà đâu nhớ thương, hát lên khúc ca. Giáng sinh đang về, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm hoan ca, đêm vinh quang, trái tim dù vô thiên hà, hát lên khúc ca tình yêu. Lời nồng đàn trên quê sinh, chúc nhau trong nhau an bình, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm hân hoan, đêm vinh quang, trái tim tình yêu thiên hà, hát lên. Đêm vui xin chúc nhau trong nhau an bình, hát lên khúc ca Giáng sinh. Đêm hoan ca, đêm vinh quang, lắng nghe mà đâu nhớ thương, hát lên khúc ca nồng ấm. Chúa đã giáng thế, hát khúc hát mới. Xin mời gia đình nhà anh Vân ạ. Một tràng vỗ tay để chào đón gia đình anh Vân ạ. Con xin giới thiệu một chút về con ạ. Hôm nay mọi người nhìn thấy vợ chồng con có đẹp đôi không ạ? Xin một tràng vỗ tay ạ. Ôi trời ơi, ai qua điện máy Hà Vân dừng chân ghé lại một lần thử coi. Chủ nhân đẹp nết xinh người, bán hàng rất là duyên đấy các bạn ạ. Xin một tràng vỗ tay để cổ vũ cho vợ chồng chúng con một chút ạ. Vâng ạ, hôm nay con rất là run ạ. Đấy, hôm nay để mà chuẩn bị cho ngày hôm nay là vợ chồng chúng con là phải nói ra là cũng phải đến rơi vào đâu đó là phải gần một tháng chúng con chuẩn bị ạ, để có một cái tiết mục đặc sắc phục vụ cho bà con buổi tối hôm nay đấy ạ. Vâng ạ. Còn cái gì không ạ? Cho em xin hỏi là anh chị đã có được mấy người con rồi ạ? Dạ, nhà chị hiếm hoi lắm. Ôi dồi, chị khó đẻ lắm em ạ. Khó đẻ hơn cả đức mẹ Maria cơ. Nhưng mà chị cũng cố gắng bốn đứa. Mọi người cứ bảo của chị rằng là vẫn còn son. Nhưng mà chị bảo nhìn xa chứ vẫn còn son, đứng gần lại hóa bốn con đấy mà.
Em hôm nay chị nhìn thấy anh chị chắc là giống như là gái chưa con đúng không? Vâng, xin được cảm ơn anh chị ạ. Hy vọng là năm sau anh chị sẽ cùng những người con của mình có một tiết mục đặc sắc hơn thế này nữa. Anh chị có đồng ý không ạ? Xin một tràng vỗ tay để cổ vũ cho vợ chồng chúng con lên nhá. Vâng ạ, có tiếng vỗ tay lắm ạ. Vỗ tay thật là to đây ạ. Vâng ạ. Sau khi chị giới thiệu có bốn con thì em mới nhận ra chị đã có chồng rồi. Xin cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chúc gia đình anh chị thật nhiều sức khỏe. Và quý vị công đoàn nhớ là nếu như cần tủ lạnh, tivi, bàn là hay là tất cả những thứ về điện máy thì hãy trở về với gia đình nhà anh Hà Vân. Bây giờ tất cả các em thiếu nhi chú ý như sau. Xếp cho anh Thành ba hàng. Tắt đứng trên, cao xuống dưới. Tất cả các em lại đi lên trên anh. Nào, tất cả chú ý nhìn lên anh giáo Noel nhá. Xếp cho anh Thành ba hàng, quay xuống khán giả. Đây, ba hàng đây. Ba hàng đây. Đây, xin mời em lên đây. Xếp cho anh một hàng nữa trên đây, nào. Đây, em chạy lên đây, xếp cho anh Thành hai hàng trên đây. Xếp hàng như thế là biểu diễn cho quý vị khán giả ở bên dưới xem ấy. Rồi, xin mời em nhỏ nhất lên đây. Ok. Bây giờ anh ơi, các em thiếu nhi ơi, đáp thật ơi to nhá. Các em thiếu nhi ơi, to hơn nữa, các em thiếu nhi ơi. Bây giờ như sau, một điệu nhạc sẽ được nổi lên, cực bất, cực máu lửa. Các em có nhiệm vụ là nhảy theo điệu nhạc, sáng tác cho mình những điệu nhảy thật là sexy nha. Ok, hiểu chưa? Bên trên hiểu chưa? Xin mời lùi lùi ra đây cho máy quay nó lên hình. Lên kia lên đây, mấy em lùi ra đây. Mấy em lùi ra kia nhé. Rồi, các em thiếu nhi trên sân khấu đã sẵn sàng chưa? Bên dưới sẵn sàng chưa? Một tràng vỗ tay để chuẩn bị đến với những vũ khúc vô cùng sôi động. Chuẩn bị. Tay sang tay để rút gần thế này. Nhảy là phải vung lụa chứ. Chuẩn bị. Ai không nhảy lại luôn đấy. 3 2 1 bắt đầu. Nhảy đi. Từ từ, dừng lại. Máu lửa hơn được chút nữa. Xin mời âm thanh cho em một đoạn nhạc máu lửa hơn chút nữa. Ok, xin mời bạn nhạc sàn máu lửa nha. Chuẩn bị các em sẵn sàng chưa? Những cơ trưởng của chúng ta sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu! Nhảy xong hàng lối hết rồi. Nhảy xong là phải đứng im hàng nhá. Ok. Đấy mới là chỉ phần mở đầu thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần phổ biến nội quy này nhá. Rồi, bây giờ nhá, ông già Noel sẽ đứng trên và nhảy. Nhiệm vụ của các bạn thiếu nhi sẽ là nhảy theo ông già Noel. Khi nào nhạc bật lên thì các bạn nhảy. Khi nhạc tắt thì các bạn phải đứng im với điệu nhảy mà chúng mình đang nhảy. Và trò chơi này có tên đó chính là vũ điệu hóa đá. Rồi. Thế các bạn có biết là đá có biết nói không? Rồi, đá có biết cười không? Đá có biết cử động không? Rồi, rất chính xác. Khi mà nhạc dừng, bạn nào mà còn cử động, nói, cười thì xin mời các bạn về xuống dưới được chưa? Còn bạn nào mà đứng im với tư thế đấy thì sẽ tiếp tục ở lại trên sân khấu. Rồi, các em thiếu nhi đã hiểu luật chơi chưa? Bây giờ nhạc dừng thì làm sao? Có cần được cử động không? Đã hiểu luật chơi và bây giờ bắt đầu nhá. Nhớ nhá, nhạc dừng là không được cử động. Động tác nào đang đứng thì xin mời đứng im ở động tác đấy nha. Ok. Chuẩn bị nhạc 3, 2, 1, bắt đầu. Nhảy nào nhảy. Ông kia gãy đầu rồi. Xin mời về chỗ. Sao lại gãy đầu đá? Rồi em tên là gì nhỉ? Xin mời em về chỗ. Tại sao lại chớp mắt? Em không chớp. Rồi mời em về chỗ. Cho em hỏi anh tên em tên là gì?
là Minh. Tại sao vừa đá nói linh ta linh tinh gì? Em Minh cái gì? Không? Minh về chỗ. À, em có buồn không? Có. Chỗ luôn. Nhớ nhá, lưu ý một lần nữa luật chơi này các em hiểu rõ nhá. Đá là không biết nói, biết cười và biết hành động. Thế nên là nhớ phải để ý, tinh ý vào. Chuẩn bị tiếp tục nha. Xin tông. Mấy ông bà này không nhảy sao ấy, xong cứ đứng như thế này. Em mua cái đơn, ai mua cái đơn này cho em? Mẹ. Mẹ xin mời về bảo mẹ mua thêm cái đơn nữa nhá. Em tên là gì? Minh Huyền. Mời Minh về chỗ. Em tên là gì? Xin mời Huyền về chỗ nhá. Hai bạn này dắt nhau lên trên đây cho mọi người được nhìn đúng không? Nào các bạn cùng đi nhá. Lì quá. Ok. Cho hỏi bố mẹ em làm nghề gì? Làm nghề thế. Làm nghề gì? Thầy giáo. Xin mời về với bố mẹ nhá. Ok, xin mời tiếp tục nhá. Mấy ông bà này toàn để tay hai tay dí quần để nhảy thôi. Em năm nay mấy tuổi rồi? Hiểu lần chơi rồi. Ông này cười này, ông này cười, xin mời ông về chỗ. Đấy. Ông này nhe răng cũng về chỗ. Tiếp tục nha, tiếp tục. Em nặng bao nhiêu cân? Ông Đà Noi ơi, ở đám này đông quá, có phải di chuyển lên trên không? Xin mời các bạn cùng đi. Xin mời các bạn chúng ta lùi lên trên đây một chút, lùi lên trên một chút. Lùi thật à? Lùi thật à? Xin mời về chỗ. Xin mời về chỗ. Lùi thật à? Lùi thật à? Có mỗi cái chỗ này là chính xác thôi. Xin mời em này về chỗ này, em này về chỗ này. Em này về chỗ này, tiến lên bước này. Về chỗ này. Khu này về hết chỗ. Bảo gì làm theo đó, bảo đá là không biết nói, biết cười, biết hành động mà. Sao tự dưng lại đi? Có mỗi em này này, rất là giỏi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục phần chơi. Rồi, trả tự nha. Ông này vừa nãy đang quay đây, tự dưng lại quay ra đây này, xin mời về chỗ. Thế này là thế gì đây? Ông Đà Noi, em bế bạn lên đây xem bạn có đứng được không? Rồi. Cho người lên đây cho nó gần khán giả. Em tên là gì? Em tiến xin mời em về chỗ. Tiếp tục. Không biết là cái đôi này đang là gì? Đúng không ạ? Mời ba bạn. Xin chúc mừng ba đôi này đã là đôi chiến thắng. Xin mời chúng ta cùng tiến lên đây để nhận phần quà. Là theo luôn. Xin mời ba em về chỗ nhá. Khi nào mà phần chơi được hô là phần chơi kết thúc thì chúng ta mới kết thúc phần chơi này nha. Cẩn thận bị lừa. Rồi tiếp tục. Rồi ông Đà Noi ơi, bạn này đang mút tay lại không mút nữa, đi về luôn. Tiếp tục nha. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng dồn thành hai hàng đi nhỉ. Xin mời các em. Rồi trò chơi tạm thời kết thúc để chúng ta cùng xin cho một chút nhạc lên để cho các bạn di chuyển lên đây. Đấy, rồi di chuyển lên đây nào. Rồi xếp thành hàng, xếp thành hàng cho anh. Ôi, chuẩn bị 3, 2, 1 bắt đầu. Nhảy nào. Bây giờ nhảy theo anh nhá. Bây giờ nhảy theo anh nhá. Nhảy theo anh. Lưu ý đứng giống tư thế như ông Già Noel. Ông Già Noel đứng tư thế nào? Bắt đầu từ bây giờ luôn nhá. Bây giờ nhá. Bạn này nhảy xuống nhất từ đầu đến cuối này. Đấy. Cho anh hỏi nhà em ở chỗ nào? Nhà em ở... Rất thật thà. Bạn này rất thật thà, hỏi bác trả lời luôn. Bạn này đứng đúng tư thế của Già Noel em chưa? Rồi, chuẩn rồi đấy. Xin mời em về chỗ. Hai em dắt tay nhau về chỗ.
còn rất nhiều thành viên trên đây. Mà tuy nhiên món quà của anh già Noel thì rất là hạn chế, thế nên chúng ta sẽ tiếp tục. Bạn này vẫn đứng đây à? Đứng đây, xin mời em về chưa? Chúng ta sẽ đến với âm nhạc. Xin mời. Này nào, bây giờ nhảy theo anh, nhảy theo anh nhá, nhảy theo anh nhá. Giơ chân lên chưa? Ông già Noel đứng tư thế nào? Bây giờ những ai mà không giơ chân giống ông già Noel là xin mời về chỗ nhá. Bởi vì ông già Noel kết thúc bằng điệu giơ chân. Ông này đang đứng giơ chân lên về chỗ luôn. Ok. Bạn này giơ chân này, bạn này giơ chân này, bạn này không giơ chân này, xin mời về chỗ. Xin mời về chỗ. Vẫn tưởng là đang đùa. Ông này giơ chân hơi thấp đúng không? Sai, về chỗ luôn. Về thật. Thế như cái bạn này này. Rồi xin mời em về chỗ. Em về chỗ. Về thật à? Bạn này sao lại rung chân thế? Về chỗ. Từ từ. Bạn này khó chơi. Ông ơi, về luôn bạn này vào đi ông. Sao quay? Đúng rồi. Ông già nói ơi, còn bạn này đứng rất đẹp này. Từ từ đã. À đây này, đúng rồi. Trong đây ai nhìn thấy, bây giờ đây để cho mọi người nhìn thấy nhá. Chuẩn bị. Nhá, chuẩn bị nhá. Bạn này cũng còn lẻ loi. Cứ động rồi, về chỗ, xin mời em về chỗ, cảm ơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiếp tục âm nhạc. Vũ điệu cồng chiêng, nhạc nổi lên, vũ điệu cồng chiêng, vũ điệu cồng chiêng. Anh hỏi em đứng thế này có mỏi không? Có mỏi không? Đấy, em có mỏi chân không? Ông già nói ơn ơi, bạn này không nhấc chân này, xin mời em về chỗ. Đúng không nhỉ ông nhỉ? Xin chúc mời em về chỗ, em động đậy rồi. Em động đậy, xin mời. Về thật. Cẩn thận bị lừa nhá, xin mời em về chỗ. Một lần nữa, quý cộng đoàn hãy nở một tràng vỗ tay thật lớn cho những người xuất sắc này. Xin mời các em cùng tiến lên đây để nhận quà của ban tổ chức. Bạn này xin rồi, đi về chỗ luôn. Xin mời các em còn lại tiến lên đây để nhận phần quà. Có muốn nhận quà không? Rồi, xin mời các em một lần nữa tiến lên đây để nhận quà của ban tổ chức. Bây giờ trao quà kiểu gì đây? Chứ rồi, trao quà mà cũng không muốn nhận. Thôi, chương trình kết thúc. Rồi, một lần nữa chúng ta sẽ kết thúc trò chơi ở đây. Một tràng vỗ tay nữa. Rồi xin mời nhạc lên ạ. Nhạc lên ạ. Rồi kết thúc thật nha. Kết thúc thật. Xin mời bốn em ra đây. Bốn em ra đây. Bốn em ra đây. Rồi chúc mừng em. Xin mời em. Nhận luôn à? Xin mời về chỗ. Nhận luôn là sao? Xin mời em, mời về chỗ. Nhận đi. Nhận. Rồi, anh bảo với em nhé. Tạm thời chúng ta sẽ kết thúc. Một tràng vỗ tay nữa cho duy nhất ba bạn nữ. Trên sân khấu lúc này là chỉ ba bạn nữ thôi. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo trong chương trình hôm nay. Bây giờ như sau, xin mời cảm ơn âm thanh ạ. Cảm ơn âm thanh. Bây giờ nhé, anh nói gì các em đáp lại y hệt như vậy, chúng ta tìm ra một người thắng cuộc rồi nhá. Anh nói gì các em đáp lại y hệt như thế cho anh nhá. Hiểu được chơi chưa? Không, bây giờ chúng ta không chơi vũ điệu hoàn hảo nữa, sang trò chơi mới rồi. Thoải mái cử động đi nào. Thật rồi, thoải mái cử động như bạn này nhá. Ok, bây giờ xin mời em ra đây. Ba bạn thành viên xuất sắc nhất bây giờ nhá. Em giới thiệu em tên là gì? Kết thúc trò chơi kia rồi, bây giờ em tên là gì? Em tên là Quỳnh. Em tên là? Quỳnh. Quỳnh, em đến từ giáp nào? Bây giờ làm theo anh nhá. Anh nói gì em đáp lại như vậy nhá. Cái ca. Cái ca. Cái cốc. Cái cốc. Cái chén. Cái
Mấy cái rồi? Ba. Ba cái vừa về chỗ. Bảo làm theo anh mà. Em phải gọi là mấy cái rồi chứ. Xin mời em về chỗ. Tiếp tục. Cái bát. Cái bát. Cái tô. Cái tô. Cái ly. Cái ly. Mấy cái rồi? Mấy cái rồi. Chúc mừng em chiến thắng đã trong phần chơi này. Chiến thắng. Tôi xin mời em về chỗ. Em còn lại nha, không biết là có được điện quà không. Cái ca. Cái ca. Cái ly. Cái ly. Cái bát. Cái bát. Mấy cái rồi? Mấy cái rồi. Chúc mừng em đã chiến thắng trong phần chơi này. Chúc mừng em đã chiến thắng trong trò chơi này. Một tràng pháo tay. Một tràng pháo tay. Chiến thắng thật bởi vì cần duy nhất một em trên sân khấu thôi. Xin chúc mừng em, đây là phần quà của em đầu tiên và một phần quà nữa dành cho em. Xin mời ạ. Ba bạn nữ cuối cùng còn lại đâu? Ba bạn nữ xin mời lên sân khấu. Hai bạn nữ và một bạn nam đúng không? Một bạn nam vừa rồi đâu nhỉ? Đâu, ba bạn nữ cuối cùng đâu? Ba bạn rất xuất sắc. Xin mời em, đây là những phong bao lì xì dành cho em và những phần quà dành cho các em. Chúc các em một mùa Giáng sinh vui vẻ bên gia đình. Một tràng pháo tay nữa để cảm ơn cho em, ba em xuất sắc nhất trong phần chơi ngày hôm nay ạ. Xin mời các bạn cùng về chỗ nha. Và quay trở lại với chương trình Hoan ca ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tiết mục múa Huyền Diệu Đêm Thánh. Xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức. Huyền diệu thấy đêm nay muôn ngàn ánh sao rạng ngời, hòa cùng câu hát tin thần báo tin vui mừng, bình an cho muôn dân, trời cao vinh hiển danh Ngài, hạnh phúc đến cho trần gian, Giêsu ra đời. Huyền diệu thấy đêm nay còn trời Giáng sinh làm người, Ngài vào dương thế đem nguồn phước ân cho người, mọi buồn lo trong tôi từ nay đã khuất xa rồi, vì Chúa đến ban niềm vui cho lòng tươi mới. Hát mừng Chúa Giêsu vừa ra đời, Ngài đến ban cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui. Nào ta hát mừng Chúa Giáng sinh làm con người, Ngài đến xóa đi mọi lo âu và Chúa đến đem tình yêu cho người hôm nay. Cho muôn dân trời cao vinh hiển danh Ngài, hạnh phúc đến cho trần gian, Giêsu ra đời. Huyền diệu thấy đêm nay còn trời Giáng sinh làm người, Ngài vào dương thế đem nguồn phước ân cho người, mọi buồn lo trong tôi từ nay đã khuất xa rồi, vì Chúa đến ban niềm vui cho lòng tươi mới. Hát mừng Chúa Giêsu vừa ra đời, Ngài đến ban cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui. Nào ta hát mừng Chúa Giáng sinh làm con người, Ngài đến xóa đi mọi lo âu
và Chúa đến đem tình yêu. Nào ta hát Chúa Giêsu vừa ra đời, Ngài đến ban cho niềm hy vọng cho khắp muôn dân được sống an vui. Nào ta hát Chúa Giáng sinh làm con người, Ngài đến xóa đi mọi lo âu và Chúa đến đem tình yêu cho người hôm nay. Vâng, xin cảm ơn những thiên thần đến từ Hội Đức Mẹ Mân Côi. Vừa nãy con nói nhầm sang là Hội Đức Mẹ Hành Cứu Giúp. Vâng, kính thưa quý cộng đoàn, mỗi người chúng ta dù là con chiên hay không thì tiếng chuông từ các thánh đường vang lên vẫn là tiếng mời gọi chúng ta đến với Chúa qua các thánh lễ hay những giờ cầu nguyện. Và đêm nay cũng vậy, tiếng chuông luôn rục rã mời gọi mỗi người chúng ta cất cao lời ca tán tụng hồng ân qua ngôi lời nhập thể. Sau đây xin mời quý cộng đoàn cùng hướng mắt lên sân khấu đến với tiết mục tốt ca Đi Tìm Chúa Tôi dưới sự thể hiện của ca đoàn giáo xứ Vì Nhuế. Xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức. Giữa đêm trời trôi lòng ánh sao đưa đường, ta cùng lắng nghe muôn tiếng tìm thầy Đi Tìm Ngôi Lời Giáng Sinh. Cùng bao tin vui cho mọi người, tin mừng ơn với Chúa ta. Vinh danh Chúa khắp ngàn đời xanh, an bình đời thế ngày lại. Hàng lửa tối tăm trong mang giờ nghèo, nơi nghèo vui chơi Chúa ta. Mặc sáng thân ta xuống gian trần, đêm đèn thu chuông thế nhân. Tình yêu chân thế anh lâu mong chờ, ấy thế có sao vẫn luôn ở hờ. Người đến bên ta có đầu mưa môi hai giờ đời như lời ngày thơ xưa. Nay ra đón Chúa vào nhà ta trong phận nghèo khánh xa lạ. Trời cao Giáng sinh đã về lại, toàn thế giới đang mong chờ một thai nhi người về từ trời cao. Đầu đầu đâu em bé tuổi nhỏ, sau giờ hầu nghĩ quay trở về, mẹ đi quay trai nhịp gì vẫn còn an biết mới đây. Trời cao Giáng sinh đã về lại, cùng hoa cả vạn thế giới đang mong chờ một hài nhi người về từ trời cao. Chúa ra đời, ta đi khắp nơi mừng vui con Chúa ra đời, hãy hát lên hoan ca cùng đất trời.
Chúa ra đời. Ta đi ngon nơi mừng vui con Chúa ra đời. Hãy hát lên hoa mang con đất trời khúc ca một ngày vui. Chúa ra đời, ôi hai. Tiếp theo đây là một bài cử điệu vô cùng ý nghĩa. Nó nói lên tình yêu thương của đời sống gia đình, mà cũng như năm 2018, Giáo hội Công giáo Việt Nam đang hướng đến mỗi gia đình trẻ. Bởi vì gia đình chính là tế bào đầu tiên, là vườn ươm hạt giống đức tin và là viên đá thứ nhất xây dựng nên tòa nhà của giáo hội. Với ý nghĩa trên, sau đây chúng con xin mời quý cộng đoàn cùng đến với liên khúc của các bạn giới trẻ giáo xứ Thủy Nhuế với tựa đề Nên một trong yêu thương và đưa con đi. Xin mời quý cộng đoàn cùng đón xem. Dù nhà mình có những khác biệt, khác cách nhìn và khác nghĩ suy, con sống khác, con bất đồng chuyện đúng sai. Nhưng với chất tình dạy mình biết lắng nghe, nhưng với chữ tình dạy mình biết cảm thông, biết hy sinh, sống bao dung, thuận hòa. Nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương. Dù từng người có những lỗi lầm, đã tách rời hạnh phúc sống chung, là mái ấm của chúng mình đành dỡ ra. Nhưng với chữ tình dục dã thứ tha, nhưng với chữ tình vực dậy ngã xa, giúp cho ta dẫn đưa nhau trở về. Nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương. Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Yêu nhau, chính bỏ là 10, 100 chỗ lệch cũng kê cho bằng. Yêu nhau như Chúa, tuy là ba mà vẫn là một. Không có chi là mình ngăn cách, cũng chẳng có gì là mình phân ly. Nhờ tình yêu mình vượt qua tất cả. Dù nhà mình có những khác biệt, khác cách nhìn và khác nghĩ suy, con sống khác, con bất đồng chuyện đúng sai. Nhưng với chữ tình dạy mình biết lắng nghe, nhưng với chữ tình dạy mình biết cảm thông, biết hy sinh, sống bao dung, thuận hòa. Nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương, nên một trong yêu thương. Dù từng người có những lỡ lầm, đã tách rời hạnh phúc sống chung, là mái ấm của chúng mình đành dỡ ra. Nhưng với chữ tình dục dã thứ tha, nhưng với chữ tình vực dậy ngã xa, giúp cho ta dẫn đưa nhau trở về. Nên một trong yêu thương, 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 nên một trong yêu thương. Nên một trong yêu thương gia đình hạnh phúc. Hãy
Chúa con đây, xin đến đem con đi vào đời. Lạy Chúa cho con làm nhân chứng ở khắp mọi nơi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cuộc sống bao nhiêu nhưng hiểm nguy rằng trên đường dài, Ngài biết thân con nhiều yêu đuối xa ngã nổi trôi. Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Vác trên vai đường theo Chúa có đáng ngại chi? Xin hãy dẫn con đi qua muôn ngàn gian khó, hành trang trên vai con mang theo lời Chúa. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Này là đời con với xác hồn xin giao ngày mai, dù mà cuộc sống trôi tháng ngày vất vả gian lao, con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Con xin hiến dâng tuổi trẻ con với bao khát vọng. Xin hãy cho con lòng kiên vững giữa đời hôm nay. Cảm ơn hai tiết mục của các bạn giới trẻ rất nhiều, những tiết mục vô cùng ý nghĩa và mang nhiều thông điệp. Kính thưa quý cộng đoàn, khi nhắc đến những bài thánh ca về Giáng sinh thì chúng ta không thể không nhắc đến bài Cao cung lên, là một trong những tuyệt phẩm của linh mục nhạc sĩ Hoài Đức. Bài thánh ca này không những nổi tiếng ở trong nước mà còn ở ngoài ngoại quốc nữa. Mỗi khi Giáng sinh về thì chúng ta thường thường hay cất lên những bài hát này. Linh mục nhạc sĩ Hoài Đức tên thật là Lê Đức Triệu, là một trong những người con quê hương của giáo xứ Vĩ Huế chúng ta. Năm nay 2017 là kỷ niệm 10 năm ngày Linh mục Hoài Đức rời xa trần gian. Và ngay bây giờ xin mời quý cộng đoàn cùng đến với bài hợp xướng Cao cung lên. Qua sự trình bày của ca đoàn giáo xứ Vĩ Huế, xin mời quý cộng đoàn cùng thưởng thức. Ôi linh thiêng lắng nghe thoáng thoáng cung đàn.
sắc hát khen con một Chúa Trời dày sinh xuống cõi đời. Hỡi người dương thế, lặng nghe cung đàn, mau tìm cho tôi thờ kinh Chúa giáng trần. Thôi hỡi trần gian, im tiếng đi mà cung kính Chúa con sinh ra trong măng cỏ hoang lường. Tuy Chúa là vua, muôn nước suy phục tôn kính Chúa, bởi cõi trời sinh xuống trần đêm xưa. Thôi hỡi trần gian, cho Chúa lệnh quá chừng. Ôi đứng toàn năng, xưa quá yêu người tha thiết, xuống chịu khổ hèn trên tuyết ngàn dặm xưa. Chúa giáng trần, đáng ơi
trời dày sinh xuống cõi đời. Hai người dương thế, hai người dương thế lặng nghe cùng đàn, mong tìm cho tới thờ kinh Chúa giáng trần, cầu cùng lên, cầu cùng ngay bây giờ đây. Xin mời quý cộng đoàn cùng hướng mắt lên sân khấu và đến với phần 2, hợp ý với các bạn giới trẻ và các bạn thiếu nhi, đến với phần diễn nguyện với chủ đề Máng cỏ nơi Chúa ngự. Kinh Thánh Cử Ước sẽ đưa chúng ta ngược dòng thời gian, quay về với thuở khai thiên lập địa. Đúng vào lúc khởi nguyên của vũ trụ, bóng tối bao trùm khắp nơi, trời đất chưa phân biệt, nước và đất liền chưa tách rời nhau, sự sống chưa được hình thành, tất cả đều hư vô, trống rỗng, mênh mông và hoang vu. Thần khí Đức Chúa xuất hiện, Ngài bay lượn trên mặt nước và thổi nguồn sinh khí vào vũ trụ, vạn vật, đem lại cho nó một sự sống, một sự nảy nở và phát triển. Như thế, Thiên Chúa đã dùng lời quyền năng mà sáng tạo vũ trụ vạn vật. Thiên Chúa thấy mọi sự đều tốt đẹp và Ngài muốn con người làm bá chủ mọi loài, mọi vật tốt đẹp này. Vì thế, Ngài phán: Chúng ta hãy làm ra con người giống hình ảnh chúng ta. Và Adam đã chào đời. Thiên Chúa vẫn còn muốn cho con người được hạnh phúc với nhau. Và như thế, Thiên Chúa cho Adam ngủ say. Và từ cạnh sườn Adam, Ngài tác tạo cho ông một người nữ để làm bạn, với tên gọi thật thân thương, Eva. Thiên Chúa ban phúc lành cho họ. Và Thiên Chúa phán với họ: Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất này. Hãy làm bá chủ cá biển, chim trời và mọi giống vật bò trên mặt đất. Rồi người lại phán: Đây, ta ban cho các ngươi mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống, để làm lương thực cho các người. Còn đối với mọi dã thú, chim trời và mọi vật bò dưới đất có sinh khí, thì ta ban cho chúng mọi thứ cỏ xanh tươi để làm lương thực. Thế là ngày lại ngày, Adam và Eva sống hạnh phúc trong vườn Địa Đàng. Trời hoa mãi trăng rơi, xin yêu
trong nụ cười. Nắng xuân đang lên trên đường xa, bước chân đang say sưa trời hoa. Mãi mãi có nhau chẳng rời, xin yêu nhau tình đắm đuối. Chúa chúc phúc tình yêu ta thiên thu tình bao la, yêu nhau không hề xa. Dù cho gai góc trên lối đi, sự sống vĩ cửu và hạnh phúc thiên đàng Thiên Chúa ban cho con người, nhưng Ngài ban ép buộc con người lại nhận. Hai ông bà đã phải trải qua một cơn thử. Eva, có phải Thiên Chúa cấm ông bà không được ăn trái cây nào trong vườn này không? Trái cây trong vườn thì chúng tôi được ăn, còn trái cây ở giữa vườn, Thiên Chúa bảo các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết. Ha 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 ha, chẳng chết chóc gì đâu. Nếu ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra và sẽ như những vị thần, biết điều thiện, điều ác. Ha 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 ha. Adam, Eva, các ngươi đang ở đâu? Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, nhưng con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Ai đã nói cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây ta đã cấm rồi chăng? Người đàn bà mà Ngài cho ở với con đã cho con ăn trái cây ấy. Eva, ngươi đã làm gì thế? Dạ, tại vì con rắn đã lừa dối con, nên con đã ăn. Hỡi loài rắn độc kia, ta sẽ đặt một mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Bà ấy sẽ đạp dập đầu mi và mi sẽ rình cắn gót chân bà. Eva, người sẽ phải chịu khổ trong lúc mang thai và đau đớn khi sinh nở. Chồng ngươi sẽ thống trị người. Adam, từ nay ngươi sẽ phải đổ mồ hôi với con của anh. Các ngươi phải đau khổ và phải chết. Thế là hạnh phúc ban đầu tan vỡ. Gia đình nguyên thủ bất tuân, tội lỗi đã tràn ngập thế gian, con người đánh mất tình nghĩa với Thiên Chúa. Tương quan vợ chồng được định hình bằng sự thèm muốn và thống trị hơn là yêu thương và phục vụ. Hơn thế nữa, tương quan giữa anh em trong gia đình cũng bị đổ vỡ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, con người đề cao nền văn hóa cá nhân chủ nghĩa, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn, dẫn đến xung đột giữa các thành viên, làm giảm suy mối liên kết trong gia đình và xã hội.
ngay sau khi tổ tông loài người phạm tội, Thiên Chúa đã hứa sẽ cứu độ con người bằng cách tuyển chọn một người nữ sẽ đạp nát đầu con rắn. Và từ đó, những thiếu nữ Jerusalem luôn mang trong mình một niềm hy vọng kiện toàn ý định của Thiên Chúa. Thiếu nữ Maria đã độ tuổi trăng tròn với một tâm hồn thanh khiết và một thể xác trinh nguyên, đã nhận lời hứa hôn với một người tên gọi là Giuse, con cháu vua David. Nhưng cô chưa về nhà chồng và còn đang ở nhà với cha mẹ là hai ông bà Gioan-kim và Anna. Cha mẹ ơi, khuya rồi, để con đưa cha mẹ đi ngủ nhé. Con thấy từ giờ đi con. Cùng những
dốc nhân niềm tin Chúa vẫn luôn dạt dào. Xin Chúa gia đình con giữa đời sống gió hôm nay trong thử thách quay cùng chứng một niềm tin yêu thiết tha. Xin Chúa gia đình con mỗi người biết sống và sẽ được gọi là con đấng tối cao. Việc đó xảy ra thế nào được thì tôi không biết đến việc vợ chồng. Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ dở bóng trên bà. Vì thế, đấng bà sắp sinh ra sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà vẫn đang cưu mang một con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi và nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin cứ làm cho tôi như lời xin của nó. Mẹ vừa đồng ý đáp lại lời ngỏ tình yêu của Thiên Chúa. Bức màn lịch sử cứu độ đã được mở ra. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, đến ở trong cung lòng chinh khiết của Đức Maria. Bởi quyền năng và tình yêu của Chúa Thánh Thần. Xin vâng, mẹ thưa xin vâng,
chỉ khai. Mẹ thưa xin vâng với tác động của Chúa Thánh Linh, con muốn theo mẹ sống xin vâng với trái tim thao hiền. Từ lúc mẹ nói lời xin vâng, kỷ nguyên mới đã đến trong đời. Dịu dàng như làn gió mát giữa cơn nắng hạ, huyền nhiệm quá muôn đời tiếng xin vâng. Sau khi rước Maria về nhà mình, bầu khí gia đình Giuse và Maria tràn đầy bình an và hạnh phúc. Giuse làm nghề thợ mộc kiếm sống qua ngày. Maria bận rộn với công việc nội trợ trong nhà. Các ngài sống chung một nhà hết lòng yêu thương nhau. Hồi ấy, hoàng đế Cesare Augusto ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Ai ở quê quán nào, hãy trở về nơi ấy để khai báo. Thế rồi, dân chúng lũ lượt, kẻ trước người sau lên đường trở về quê quán. Trong đó có Giuse và Maria. Trên đường về ghi danh trời rất lạnh. Hơn nữa,
thời gian cưu mang con Thiên Chúa đã gần mãn, và giây phút lâm bồn không còn xa. Giuse dìu Maria đi tìm chỗ cư ngụ. Maria, mình có mệt lắm không? Chúng ta đã đi suốt một ngày đường rồi, chúng ta kiếm chỗ nào để nghỉ trọ nhé. Có thể đêm nay hả Nhi, con chúng ta sẽ trả lời anh ạ. Bà chủ quán ơi, xin bà làm ơn mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi từ phương xa đến đây. Chẳng đối gì ông bà, quán trọ chúng tôi đã đầy hết rồi. Phiền ông bà đi hỏi những quán trọ khác xem. Có ai trong nhà không? Không có, đi chỗ khác đi. Tôi xin ông rủ lòng thương giúp đỡ. Chúng tôi đã đi suốt ngày, nhà tôi lại sắp tới ngày sinh. Xin ông làm ơn cho chúng tôi một chỗ để nghỉ qua đêm. Khổ quá thôi, tôi đã nói với ông bà rồi, có còn chỗ nào trong quán đâu mà nài hình đi. Tôi van ông hãy để cho chúng tôi ở tạm trong xó bếp cũng được. Nhà tôi đã kiệt sức lắm rồi, không thể tiếp tục đi được nữa. Thôi, hai ông bà chịu khó dắt nhau ra ngoài cánh đồng kia kìa, nơi đó có những hang cho vò lửa, nghỉ đêm ở đây cũng được. Xin cảm ơn ông đã chỉ đường. Các cánh cửa đều nhất lạc, khi thấy đôi vợ chồng trẻ nghèo khổ, ông Giuse và bà Maria bị đất vùi. Nhưng với lòng tin vào Thiên Chúa, ông bà vẫn an tâm phó thác mọi sự cho Chúa. Không tìm được nhà trọ, ông Giuse ra cánh đồng tìm chỗ tạm trú bên hang bò lửa để bà Maria nghỉ qua đêm. Ngoài trời mùa đông giá bút, tiếng gió thiết từng hồi, muôn vàn tia tố lấp lánh giữa bầu trời đêm tối. Bà Maria đã tới ngày sinh. Và rồi đêm ấy giữa mùa đông im lặng, trong hang lửa nơi cánh đồng tai lanh, đứng cứu thế đã đáng sinh. Bà Maria lấy cả cứng cho con và đặt nằm trong nắng cỏ. Đêm nguyên im lặng bỗng bừng sáng, các tầng trời như lay động, không gian giữa rất vang vang tiếng hát của các thiên thần tung hô. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đền cho đoàn người Chúa thương. Yeah.
đem tin vui con Chúa đã ra đời, sinh nơi lều tranh đến đông cư dân, cho nhân gian cảm mến bao ơn người, chung nhau hòa âm những cú tai ân. Ca lên nào tình yêu Thiên Chúa cao. Dâng ra giữa hàng lửa, ôi thân hài nhi giá rét khô thay. Đây vua ta quán xuân coi sơn hà, mong vui cùng nhau kính bái ngôi hài. Gia đình nhân loại hầu làm cho mỗi người lớn lên trong ân sủng và tình yêu cứu độ, đồng thời biết loan báo niềm vui ơn cứu này cho mọi người. Sống trong cuộc đời này, ai cũng khao khát có một gia đình hạnh phúc bởi một tình yêu đích thực. Tình yêu đó là tình yêu quê hương đất nước, yêu giáo hội, yêu vợ yêu chồng, yêu cha yêu mẹ, yêu gia đình và yêu con cái. Tình yêu đó được Thiên Chúa đóng ấn như một phép nhiệm màu, dẫn đưa chúng ta mỗi ngày sống yêu thương, tha thứ, bao dung và hy sinh cho nhau. Đặc biệt, tình yêu ấy luôn chấp cánh cho tình bạn, cho gia đình mỗi ngày một tăng hoa và hạnh phúc.